Xin chào các bác nhé. Sạp xe Hoàng Anh 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 958889. Hôm nay thì sẽ xin phép lên hình cho các bác một con xe rất là đẹp và rất là hoành tráng, cũng như là rất là hiếm có hiện tại. Đó là chiếc Honda LA 250 phân khối. Chiếc này là hải quan chính ngạch nhé, đời 1985 và đăng ký lần đầu năm 1996, và nó mang biển kiểm soát 29A131811. Đấy. Hải quan chính ngạch, chính chủ một chủ sử dụng từ mới nhé các bạn nhé. Đầy đủ tất cả các thông tin của chủ xe sang tên chuyển vùng cả nước luôn. Con xe này thì cực kỳ là zin, đồ zin còn gần như là kín cả đồ zin, không có một cái gì lai tạp cả. Đấy. Như các bạn cùng nhìn này. Nó đẹp. Cái mức đẹp của nó được 90% luôn, hơn 90% luôn. Cái độ zin của nó thì khỏi phải bàn. Như các bạn đã biết đấy, bên sạp xe Hoàng Anh mình thì chỉ săn lùng những chiếc xe nó zin và đẹp, chất lượng để mang về phục vụ các bác. Bởi vì những cái con xe dòng cổ điển này thì hầu như là đều là các bác có trung tuổi rồi và cũng có kinh tế nhất định rồi và rất là kỹ tính. Mua con xe này là chỉ để mà cà phê dạo phố hoặc là để dựng trong nhà để ngắm thôi, chứ sẽ không sử dụng nhiều, và đều là những bác yêu xe. Thế cho nên là nếu như con xe không zin không đẹp thì không bao giờ có thể bán được cho các bác sành điệu và tinh tế như vậy đâu ạ. Đấy. Con xe nó đẹp tuyệt đối luôn. Đấy, các bác cùng nhìn. Cực kỳ tròn xe nhá, tất cả các chi tiết trên xe zin cực kỳ luôn ạ. Đây, các bác cùng nhìn. Đây là tổng thể của xe, để các bác cùng nhìn, sau đó thì mình sẽ đi vào chi tiết. Những cái chi tiết của nó mới thích, mới đẹp ạ. Chiếc này là đời chót của LA là năm 1985 rồi, đăng ký lần đầu năm 1996. Một cái con xe này mà trong cái thời điểm đấy nó bỏ một số tiền rất lớn luôn. Nó tương đương với khoảng độ tầm 8-9.000 đô là rẻ nhất cho những con xe chạy lướt, gọi là xe bãi. Còn những con mà mua mới như con này, mua từ mới như con này thì nó phải rơi tầm 11.000 đô trong thời điểm đấy ạ. Một con số cực kỳ khủng khiếp đấy ạ. Chỉ có những cái đại gia thời điểm đấy thì mới có thể sử dụng những con xe như thế này thôi. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cho các bác luôn này. Đây các bác cùng nhìn nhá. Gương của xe là vẫn còn gương zin luôn này. Đấy, gương zin. Hai gương zin. Cái tay nắm của nó cũng là zin theo xe nhá. Và các bạn chú ý là cái nước sơn cũng như là cái chỉ của cái chữ còn rất là đẹp. Đấy. Tay côn, tay phanh đều là zin của xe, rất là quý. Cái này đều zin hết này. Đặc biệt nhìn các bạn nhìn, cái khung đồng hồ tuyệt vời luôn. Thể hiện chi tiết tất cả các phần nhé, và hoạt động đầy đủ tất cả full chức năng luôn. Đây, phần cổ phốt các bác cùng nhìn này, cổ phốt và ốc ti phuộc nó đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Chản ba các thứ, cái dấu hiệu của năm tháng nó cũng đã có in hẳn lên con xe này, nhưng mà để mà nói là độ sáng đẹp của cái xi mạ của nó thì nó cực kỳ là ngon lành, cực kỳ đẹp. Cái biểu hiện của nó các bạn có thể nhìn kỹ, các bác có thể nhìn kỹ ở đây để mình biết là độ mới, độ sáng của nó như thế nào. Đấy, những cái chi tiết xi mạ là mình quay kỹ, còn mình sẽ quay lâu, dừng lại hình lâu để cho các bác cùng nhìn nào. Đây, pha đèn vẫn là pha đèn Stanley xịn của nó nhé, vẫn là pha đèn Stanley này. Đấy, theo năm tháng là vẫn là zin của pha đèn zin nhé. Xi nhan cũng zin, không lô một tí nào cả, đỏ chót luôn. Cả hai xi nhan đều đỏ chót. Một đôi xi nhan zin mà với cả cái cáo zin này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 6-7 triệu luôn, chứ không có ít đâu ạ. Đấy, tem xe. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tem Honda không có một vết bong chóc nào của cái lớp xi mạ cả. Còn riêng về phần ti thụp nhá, các bạn khỏi phải bàn. Thụp nhún cực kỳ êm ái và không có tí xì dầu, xì nước nào ra ở đây cả. Gác đời mùa trước zin theo xe và vừa mới được mình đánh bóng lại rất đẹp. Đấy, đánh bóng lại rất là đẹp. Đấy. Còn phía dưới này nhá, như các bạn nhìn này, con xe nó chạy nhiều chạy ít, các bạn nhìn vào cái đĩa phanh là các bạn cũng biết rồi. Con xe này chạy hơn 3 vạn cây thì các bạn thấy là độ mới của nó khá là kinh khủng. Lốp thì đã được mình thay lốp mới rồi. Đây, cả đôi nhá, mình thay về. Bởi vì là chủ xe để con xe này để trưng bày ở trong nhà 6-7 năm không đi đấy. 6-7 năm không đi. Và bây giờ khi mà mình mang về thì cái đôi lốp cũ nó đã không còn đủ độ an toàn để các bạn sử dụng nữa. Mặc dù nó là lốp zin, mình thay luôn ra và lốp này là lốp mới 100% nhá, đun lốp mới 100% luôn. Vùng phanh này, các bác cùng nhìn vào những cái ốc zin theo xe này, rất là đẹp. Những cái màu ốc còn rất là đẹp, còn rất là sáng. Vành thì khỏi phải bàn luôn, chuẩn vành nhôm đúc luôn này. Đấy, sang bác sang bên này mình sẽ cho các bác nhìn cái mã vành này. Đi
BID Japan này. Đây, mã vạch này. Tất cả các cái chi tiết. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Lốp không xăm nhá. Công nghệ lốp không xăm từ những năm 80 mấy luôn đây này. Đấy. Tuplet tay này. Đấy. Là công nghệ lốp không xăm. Cho nên là đi rất an tâm chứ không như những con xe có xăm. Đấy. Còn vành bánh thì các bạn cùng nhìn nhá. Rất là đẹp. Cái nhôm lúc của nó vẫn còn rất là sáng, không bị nổ chóc gì cả. Đấy, da thụt thì nó như thế này, các bạn nhìn da thụt là nó đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Đây, tai đèn, tai xe, tai thỏ, các thứ là các bác cùng nhìn cả hai bên. Những cái phần về xi mạ mình sẽ quay kỹ và quay lâu cho bác cùng cắm á. Đấy, được chưa? Ốc là cổ phốt này, nhìn quay rõ ràng ốc cổ phốt luôn. Con này xứng đáng để quay 15 phút ạ. Đấy. Đây. Nước sơn của xe quá đẹp luôn. Tem zin theo xe, tem cánh đại bàng zin. Cái cánh đại bàng, tem cánh đại bàng này bây giờ thì không có để mà mua nhau đâu nha các bác nhá. Cực kỳ khó để mà mua, để mà cái tem nó có zin mà nó không bị một vết muỗi đốt nào như này thì là cực kỳ khó này. Nắp bình xăng và tem bình xăng đầy đủ nhá. Tem bình xăng từ bên Nhật là đầy đủ, nắp bình xăng rất là đẹp này. Sáng đẹp này. Mình sẽ quay sang bên này luôn cho các bạn nhìn nắp đèn cái bình xăng đã, sau đó mình sẽ quay xuống dưới cái máy các bạn cùng nhìn bình xăng nhá. Đấy, tem Honda này. Đẹp cống cửa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống cái máy. Đây cục máy của nó theo năm tháng nó như thế này nè, ốc đầu bò đấy nhá. Đấy các bạn cùng nhìn cái ốc đầu bò này. Đấy. Quay xuống phía dưới này, dòng hơi này, dòng bửng điện này. Đấy, dòng bửng điện này, dòng vàng bửng điện này, zin theo xe này. Các bác cùng nhìn cái đôi vô của nó, đôi cuốn vô của nó quá đẹp luôn. Con xe tức là con xe này quá ít sử dụng luôn ạ. Cái mức độ lăn bánh trên đường của nó thực sự là rất là ít để mà giữ được con xe như này. Để trong nhà thì nó mới được như thế này. Củ đề của biết củ đề zin nhá, ốc nhái zin hết luôn. Đó, ốc bửng điện này, các con ốc bửng điện các bác cùng nhìn nhá. Và cái ốc bửng điện này và cái bửng điện này các bác cùng nhìn nó đẹp không? Make in Japan nhá. Make in Japan rõ ràng cho anh em cùng nhìn. Báo số này, số móc này, để chân và cái cần số. Các bác cùng nhìn cái để chân này, zin theo năm tháng này. Quá là đẹp, mang cá cũng thế này. Đấy, trong này tất cả chế zin theo xe. Và đây tem của cốp khủng khiếp luôn. LA Custom 250T, tức là về cái tem của nó không những nó còn zin mà nó còn không bị một vết nào xước xát hay là gãy hay là mất nét của cái tem luôn ạ. Đấy. Phía tem dưới này tem càng, các bác cùng nhìn đấy. Cái tem càng của cái tem càng để chân sau mà nó còn như thế này. Rõ nét từng chữ một nhá. Cái tem này là tem nhôm nhá. Những cái chữ này chữ nhôm còn đầy đủ luôn, không bị thiếu một nét chữ nào. Tem của chắn xích nó sẽ bao gồm thông số xích này, thông số lốp này, tất cả đều viết bằng chữ Nhật hết cả nhá. Đây, thông số đây các bạn, tất cả đều viết bằng chữ Nhật hết, vẫn còn là zin của nó theo năm tháng. Đây là cái phía dưới này, các bạn cùng nhìn, đây là số máy của nó MC06E nhá, 111 đời chót luôn nhá, đầu số 301 MC06E chuẩn luôn này. Để chân sau như thế này thì có uy tín không ạ? Để chân sau nó đúng zin và nó như thế này thì liệu đã uy tín chưa? Bô zin như thế này thì liệu đã uy tín chưa? Bô zin còn đầy đủ tất cả những cái mã của bô như thế này thì đã uy tín chưa? Không một vết khuyên bô nhé các bác nhé. Không một vết khuyên nào luôn. Bô zin không một vết khuyên bô, không một vết hàn lại luôn. Cực đẹp. Này, càng sau của xe quá khủng khiếp luôn. Đây, khuyên bô zin của xe, cốn khuyên bô zin của xe còn nguyên luôn. Cốn khuyên bô zin của xe còn nguyên luôn. Này, ốc của cái thụt sau này. Đấy, khủng khiếp ạ. Một từ thôi, rất đẹp, siêu đẹp. Thụt thò nhún êm ái, cực kỳ là êm ái luôn. Bộ nhôm xích mình mới thay cùng với cả cái đôi lốp luôn, cho các bác cùng xem, cùng chiêm nghiệm luôn đây. Đấy, bộ nhôm xích vừa mới thay xong. Tức là những cái gì chi tiết hao mòn cần phải thay thế là mình sẽ xử lý ngay. Đấy, mặc dù có những cái là có những người là người ta để cái đồ zin và nói lên cái độ zin của xe. Thế nhưng khi mà cái độ zin đấy các bác mua về sử dụng thì nó không sử dụng được nữa. Ví dụ như cái lốp zin bây giờ mà bác đi, các bác lên ga cái nó xoáy ga cái lốp nó
trơn, đổ sập cái xe xuống ngay, không thể thấy được. Cái xích nó bị chồng mắt do nó lâu ngày nó ham gì, bộ nhông nó còn kém, bỏ luôn. Cái đấy không thể đấy. Các bác nếu như mà con xe này mà các bác mua về mà các bác thay bộ nhông xích và bộ lốp thì nó rơi vào tầm chục triệu ngay, chứ không phải là rẻ đâu ạ. Đấy, ví dụ như mình thay thế cho các bác như thế này rồi là các bác sẵn thử sử dụng luôn. Cái chi phí đó mình cộng luôn vào chi phí của xe và tính tiền vào đấy xong. Và ra cái giá chưa cả giá của xe sau này. Đấy, khi mà mình mua, trước khi mình mua cái xe là mình cân đối về cái giá cả, thay thế thứ rồi. Sau khi đó thì mình mới chốt mua xe. Đấy, các bạn nhìn bộ vành nhá. BID Japan nó đẹp như thế này nhá. Vành sau mà nó đẹp như thế này thì bác cũng biết là rồi. Còn đây nhá, lốp mới 100%, các bác nhìn nhá, chỉ lốp đây nhá. Đấy, các bác nhìn này, lốp mới 100% luôn. Đôi lốp này là mua của lốp Bun lốp đây. 4.6 triệu đôi lốp này đây. Bộ nhông xích 6 cho gần 6 triệu, 5 triệu 8 bộ nhông xích. BID vàng. Đây các bác cùng nhìn. Riêng bộ xi nhan, 4 cái xi nhan đủ nói lên độ chất rồi. Đèn hậu này, zin theo xe này. Bộ xi nhan các bác cùng nhìn bộ xi nhan nhé. Quá khủng khiếp luôn. Và đây, gác từ bụng sau không một nốt mũi đốt nào luôn. Không một nốt mũi đốt nào luôn nhá. Đây các bác cùng nhìn này. Đấy. Ba ga cũng thế này. Ba ga sau này. Đẹp này. Theo năm tháng là nó có phai màu đi một chút nhưng mà không bị han gì, không bị hoen ố nhá. Bên này các bác cùng nhìn. Đây là ốc của tì thụ sau và cái ốc bạc càng cũng như ốc càng sau cũng như là cái cần phanh này. Còn dí sát luôn vào cái mâm của xe thì đủ biết là độ mới của cái mâm xe nó như thế nào đây. Những cái phần này nhá là cái nhôm zin của nó nhá, mình không có đánh giết gì qua các gì quả nhá. Cái nước bóng của cái vành zin là vẫn nguyên, không bị đánh bóng nhá, không đánh bóng. Có những con là đã bị đánh bóng rồi là khi mà các bác đi về trời mưa phát là nó thâm hết vào ngay. Con này là cái nước mạ của nó còn zin và cái nước phủ bóng của ngoài của hãng sản xuất là vẫn zin luôn như thế này. Đây là cái để chân sau của bên tay phải này. Và đây, bô đây. Bô zin nhá, không một vết khuyên bô nào cả, cả hai bô luôn. Khuyên bô ở đằng sau là đầy đủ zin theo xe này. Không một vết khuyên bô nào nhá, các bác cùng nhìn này. Đấy, không một vết khuyên bô nào. Đây là để chân trước và cái cần phanh. Bên này là cái phần bưởng côn, các bác cùng nhìn bưởng côn nhá. Các cái chi tiết của nó gọn gàng. Đây, tem này. Tem của cốp bên phải. Tức là cả bốn hai cái cốp và hai tem cốp và hai tem bình xăng là không một vết xước. Cả cái không muốn kể một vết xước nào cả. Cục máy thì khỏi phải bàn về chất lượng nhá. Khỏi phải bàn về chất lượng luôn, các bác cùng nhìn. Độ đẹp thì các bác có thể tự đánh giá luôn khi các bác cùng nhìn, cùng xem cái video này. Và đây các bác cùng nhìn nhá, ốc bạc càng là chưa xuống nhá. Ốc bạc càng zin chưa mở luôn. Ốc treo máy phía trong chưa rụng luôn. Ốc treo máy đây, chưa xuống luôn nhá. Ốc bạc càng đây nhá, là chưa rụng luôn nhá. Xe thì có lắp thêm cái chống đổ thân xe này, gọn gàng và khỏe khoắn này. Và một cái cột cờ phía trước là rất là nhiều bác thích cái cột cờ này. Rất nhiều bác thích cái cột cờ này nhá. Đấy, các bác nhìn củ nạp zin theo xe nhá. Củ nạp zin này, các bác nhìn củ nạp này. Đấy. Đây là cái khóa cốp, à khóa cổ phốt zin theo xe này. Tất cả những cái chi tiết không thiếu cái gì cả. Đây là cái ốc treo mũ này. Đây là cái khóa treo mũ này. Còn các bác nhìn da yên zin theo xe nhá. Đây là da yên zin. Đây các bác nhìn tem Honda da yên zin. Da yên zin và cái form yên là rất là đẹp nhá, chứ không bị méo form hoặc là bị hỏng form hay như thế nào cả. Chia hai tầng đầy đủ đấy, quay nhìn xa này các bạn cùng nhìn. Yên zin và chia hai tầng vẫn nguyên zin đầy đủ như thế. Đấy. Đấy các bác nhìn nhá, mình sẽ quay ra xa thêm một lần nữa để các bác thẩm con xe từ xa. Rồi sau đó thì mình sẽ nói một chút tính năng vận hành của con LA này. Thì như các bác đã biết ấy, Honda LA là với cái cục máy với cái phân khối là 233cc. Khi mà đấy thì được đánh giá là nó là cục máy siêu bền bỉ và độ tiết kiệm nhiên liệu cho với những cái thập niên 80 thì nó là cực kỳ chuẩn. Với mức tiêu thụ nhiên liệu nó rơi vào tầm 4 lít cho đến 4 lít 2 cho 100 km đường tổng hợp. Với con cục máy 233cm khối 2 xi lanh này thì là cam đôi này thì nó là quá là hợp lý rồi. Và cái lực máy cũng như là cái tiếng bô thì nó cực kỳ là phấn khích. Và cái tiếng bô và tiếng máy đã nó đi vào
tâm thức của những người chơi xe, của những cái lứa tuổi 6X, 7X, 8X rồi ạ. Tiếng sình sịch của tiếng LA thì nó chắc và nó nặng hơn so với tiếng của xe Honda CM rất nhiều. Honda CM thì chỉ 2 xi lanh nhưng mà chỉ có 125cc thôi. Cho nên là một xi lanh của nó chỉ có hơn 60cc, cho nên cái độ khỏe cũng như là cái lực máy nó không thể như con LA được. Con LA cái tiếng máy của nó chắc từng tiếng một. Và khi các bạn ngồi lên xe, vặn ga, thả côn thì cái độ bốc của nó sẽ khác hơn rất nhiều so với cả xe CM. Vì sao thế? Thì các bạn tự hiểu. Cái giá tiền của nó cũng đã nói lên tất cả, nó đắt gần gấp đôi một con xe CM đấy ạ. Đấy. Trong thời điểm con xe này mà mua thì đắt gần gấp đôi một con xe Honda CM. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ xin báo giá con xe Honda LA này. Trịnh trọng giới thiệu và báo giá con xe Honda LA này. Chiếc LA đời chót 1985 và hải quan chính ngạch, đăng ký chính chủ biển kiểm soát Hà Nội năm 1996 này. Đang được bên sạp xe Hoàng Anh mình bán ra với mức giá là 57,5 triệu nhá. Mức giá bán của con xe này là 57,5 triệu. Một cái mức giá bán cực kỳ là tuyệt vời cho ai muốn sở hữu nhá. Một con xe zin đến gần như là 99% như thế này. Giá bán là 57,5 triệu. Giá bán đó sẽ không bao gồm chi phí sang tên cũng như là chi phí vận chuyển. Nếu anh em nào ở tỉnh xa yêu cầu chi phí vận chuyển nhá. Rồi, thế thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ là sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp con xe Honda LA này. Còn các bác nào ở các tỉnh xa thì các bác xem kỹ lưỡng cái video của mình. Cái video này mình là cái video khá là đặc biệt, mình quay rất lâu. Video gần 18 phút này thì là nó sẽ cực kỳ là hoàn hảo, cực kỳ đầy đủ cái thông tin cho các bác rồi. Và sau đó các bác có thể alo đến cái số điện thoại tư vấn của mình là 0905958889. Mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa cho các bác nhé. 29213-1811 ạ. Đấy, các bác nào ở trong khu vực Hà Nội và các cái tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Còn các bác nào tỉnh xa thì xem trực tiếp video clip là các bác có thể nói biết được cái độ chất của xe. Những cái tay bọc như là cao su của bên tay côn, tay phanh cũng đều là zin như thế này nhá. Rồi, thế thì sau đây thì mình xin dừng video ở đây ạ. Xin các bác nhấn nút like và nút share, cũng như là các bác đừng quên nhấn cái nút chuông để có thể xem những cái video mới nhất của sạp xe Hoàng Anh ạ. Rồi thế thì bây giờ mình xin dừng video ạ. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ. Mình xin cảm ơn, hẹn gặp lại nhé.